giống như bạn là nam bên kia là hơi lười gì đó. Lười gì? Hơi lười giận xem. Hai bạn này ở chung là nhà sạch lắm đó nha. Nếu mà ra chương trình này anh biết em rồi, đảm bảo là giường của anh sẽ rất là đẹp. Chưa chăm sóc giường mà thấy chưa? Em tên là Vân Anh ạ. Quê ở Đắk Lắk, hiện tại em 25 tuổi. Làm việc và sinh sống tại Hồ Chí Minh. Hiện tại thì em đang kinh doanh riêng. Em có một cái thương hiệu nhỏ tên là Our Hometown. Tức là làm các sản phẩm về chăn ga gối nệm ạ. Rồi, mời bạn Nam giới thiệu. Em tên Đỗ Chiến Thắng, 28 tuổi. Em quê gốc ở Nam Định, sinh ra và lớn lên tại Bạc Liêu. Hiện đang công tác tại Bình Dương. Em là Design Marketing của công ty MECS. Bạn nói một chút gì về những cái ưu khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm thì rất là vui vẻ, chịu khó, có sức chịu đựng cũng tốt. Sức chịu đựng tốt là được rồi. Có khuyết điểm gì không? Dạ, khuyết điểm của em thì nhiều lắm ạ. Nhiều lắm hả? Dạ. Một vài cái cụ thể đi. Làm biếng dọn nhà, làm biếng giặt đồ. Làm biếng ăn không? Dạ, ăn thì ăn nhiều lắm. Rồi, nói chung là hơi làm biếng một số điều ha. Dạ. Gái thì sao? Ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì? Ưu điểm của em là tự lập. Nên là nếu mà có vứt em ra đường thì em vẫn sống được tốt ha. Nha. Rồi, tốt không, quá. Em biết nấu ăn, với là mọi người hay nói em là hiền. Khuyết điểm của em cũng giống như bạn nam bên kia là hơi lười gì đó. Lười gì? Hơi lười giận xem. Nữa. Hai bạn này ở chung là nhà sạch lắm đó nha. Rồi mình trải qua mấy mối tình rồi em? Em có hai mối tình. Mối tình lâu nhất thì được 3 năm. Bạn trai thì sao? Có mấy mối tình rồi? Mấy mối tình rồi? Dạ, em đã trải qua hai mối tình. Một mối tình 3 năm và một mối tình 4 năm. Dạ. Dài quá mà sao chia tay vậy em? Hai mối tình quá dài luôn vậy? Chắc là tại vì cả hai có cái tôi riêng nhiều quá. Cả hai không ai nhường nhịn ai. Em muốn hỏi gì ảnh không? Cứ thầm mạnh nhàng hỏi ảnh đi. Nếu mà anh với bạn gái anh giận nhau á, anh thường làm lành lúc đó hay là đợi 2-3 ngày sau, im lặng 2-3 ngày sau? Anh sẽ để cho người yêu mình nguôi ngoai, không phải 2-3 ngày sau nữa mà qua ngày hôm sau luôn. Anh sẽ làm lành trước, cho dù mình lỗi hay là người yêu mình lỗi. Tại vì cái tính em á là khi mà giận nhau có chuyện gì á là phải giải quyết ngay tại đấy, không là em ức chế là em sẽ gào, em nhắn tin một tràng dài thì là dài. Trời ơi chị hai ơi, lúc đó là làm liền nó nóng hay không? Rồi để ngày sau là tốt rồi. Thấy không? Khó quá. Em rồi. Muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào em gái? Anh đó phải lớn hơn em, với là biết nhiều thứ hơn em anh. Tức là em không biết về vấn đề đó, em hỏi tới ảnh thì ảnh biết trả lời cho em. Anh không biết anh gõ Google dễ mà có gì đâu. Còn gì khó khó hơn nữa không? Em thích bạn nam mà thích màu trắng anh. Trời ơi, bên đây trắng tươi. Còn bạn trai, mình muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Em muốn tìm người bạn gái thấu hiểu mình và vóc dáng thì trên 1m55. Bên kia cao hơn đó. Quan trọng là hiền và biết tinh tế trong cái việc đối nhân xử thế. Bạn trai cao nhiêu? Dạ, em cao 1m74 ạ. Rồi có điều gì em không thích ở người bạn gái nữa không? Em không thích người bạn gái ghen quá lố, hung dữ. Hung dữ hả? Hung dữ không? Và cái thứ ba nữa là không biết cách cư xử với người lớn. Lo nãy giờ bên kia cái này em tự nói chuyện chậm chạp không thể giữ được rồi ha. Bạn gái nói rồi. Bên này tự tin lắm. Ừ. Rồi để chị qua chị coi mặt coi anh này sao. Dạ chào chị. Chào em, cũng cao ráo ha. Rồi. Dạ em có tật xấu là hay hứng lên cái là xách ba lô lên và đi. Đi đâu? Đi phượt, đi chơi, đi một mình, đi xa lắm. Xa đi là, đi tới đâu mà đi xa lắm? Đi Sapa, Lạng Sơn, Tây. Dạ, một mình Phú Yên. Một mình? Dạ. Bây giờ đi hai mình được không? Dạ, cái đó em mới lên chương trình em kiếm người đi chung, du lịch chung cùng đi em. Hai mình nó vui, em ơi, tâm sự, trò chuyện. Đó, giờ chuẩn bị đi hai mình. Đi hai mình nha, để hỏi bên đây có thích đi du lịch không em? Dạ, thích chị. Em cũng hay hứng lên là bỏ hết công việc để đi. Vậy hả? Qua coi đàn gái coi xong. Trời ơi! Dễ thương quá. Dạ, em chào anh. Chào em. Đàn trai cũng dễ thương lắm nha. Đàn trai cao ráo, đẹp trai như là Hàn Quốc vậy đó. Dạ. Em gái cũng dễ thương nữa. Mà hai người chậm quá, nói chuyện chậm chậm này cãi nhau chắc tới sáng luôn mới ra chuyện quá. Anh hỏi em nha, em ghét gì nhất của cái tính của người đàn ông? Lăng nhăng ạ. Lăng nhăng. Anh bên đây chắc anh nghĩ không có lăng nhăng rồi. Với là hơi da trưởng, em không thích người da trưởng. Tính hai người bây giờ anh thấy hợp nhau lắm á. Thôi, đàn trai cũng đẹp trai, đàn gái cũng đẹp trai. Vậy là được rồi đó. Bữa nay là cặp đôi này là trai tài gái sắc luôn đó. Nào, không gian này là của các bạn nha, các bạn có 2 phút. Mời bạn. Cái này là bộ gối mà em làm. Cái gì em tặng anh. Dạ, cảm ơn.
Dạ, gì mà dạ. Rồi, mình nói chuyện nhau đi nha. Em đẹp quá. Dạ, cảm ơn anh. Em ở quận 7 hả? Dạ, đúng rồi. Bây giờ để phá tan cái bầu không khí căng thẳng này á, bạn trai hát tặng bạn gái cái đi. Dạ. Ok. Gặp cú xét rồi, khớp rồi. Em sẽ hát bài Người Là Ơi. Tiến gần cô gái hát. Thôi, đúng quá. Đâu có sao đâu. Tiến gần lại, đó. Nhìn thẳng cô gái nha, kệ nó. Người là ơi, xin cho tôi mượn bờ vai, tựa đầu gục ngã vì mọi mệt quá. Người là ơi, xin cho tôi mượn nụ hôn, mượn rồi tôi trả, đừng vội vàng quá. Người là ơi, xin hãy ghé mua giùm tôi một liều quên lãng để tôi thanh thản. Người là ơi, xin cho tôi mượn niềm vui để lần yêu đuối này là lần cuối thôi. Hay quá. Hay quá. Cảm nhận như thế nào em gái? Người là ơi, tới dọn nhà giùm tôi vậy đó. em thực ra em thích người mà hơi kiên trì một chút xíu á, tại vì tính em mà không phải là nhìn một cái là yêu luôn, mà sẽ là người ta kiên trì với mình xong rồi mình sẽ ghi nhớ những cái điều đó của họ để rồi mà sau này mình nghĩ lại cái vấn đề đó để mà mình thích. Thì em không biết là anh có phải là người mà giỏi chịu đựng với là kiên trì không á? Đây chịu mưa dầm thấm đất á. Dạ, anh thì anh không quan trọng vấn đề đó lắm. Miễn sao nếu mà đã là yêu nhau thì tin tưởng nhau thôi. Có đáp lại tình yêu của mình một cách mà khéo léo hay không, đó là do cả hai đều phải thay đổi vì nhau thôi. Bình thường á, anh hay biết trong ví mình có bao nhiêu tiền không? Thật sự là anh biết khoảng bao nhiêu tiền thôi. Còn nếu mà nói là anh biết tháng này anh để dành được bao nhiêu tiền không á, thì anh không biết trong ví mình bao nhiêu tiền. Em điện hỏi vậy tại vì em cũng là người mà không có chi tiêu chặt, hay em thoáng trong việc tiền bạc, là tiền trong ví em có bao nhiêu em không biết, nên là em muốn hỏi cái đó là em sợ là mình gặp người mà kỹ quá thì mình sẽ bị la về cái vấn đề mà em chi tiêu thoáng á. Thời gian hẹn hò thế nào chàng trai? Thời gian làm việc hay là thời gian hẹn hò nó có bị trùng nhau hay là có gây khó khăn gì? Em thì lúc nào cũng được hết trơn, tại em chủ động được thời gian của mình á. Bạn cứ tới mua chăn ra gói niệm là gặp bạn ấy thôi, không cần phải hẹn gì hết. Đúng rồi, nếu mà ra chương trình này anh biết em rồi, đảm bảo là giường của anh sẽ rất là đẹp. Chưa chăm sóc giường mà thấy chưa. Em thích đi du lịch đúng không? Anh đi du lịch cũng nhiều lắm. Em đi du lịch được nhiều những đâu rồi? Dạ, trong nước em đi Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Phan Thiết này. Em rất là thích đi Sapa nhưng mà chưa có dịp để đi ra đấy. Ok, anh đã đi ra đó một lần rồi à, hy vọng anh sẽ là hướng dẫn viên du lịch cho em. Bạn tặng món quà nào đó kỷ niệm, nơi nào mà du lịch đáng nhớ nhất cho cô gái ấy. Dạ, em có một cái có món quà. Dạ, đây là món quà mà em đi du lịch rất là nhiều nơi để em gom góp lại trong cái hộp đó. Em mở ra được không? Được. Cái hộp đó là bằng gỗ quế và anh đã thiết kế trên đỉnh núi Phan Xi-păng của Sapa. Hai người trong đó là ở Hà Nội và một cái thẻ may mắn anh xin ở chùa Bái Đính. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Anh định là tặng món quà này cho một người hết sức đặc biệt, nhưng mà hôm nay tham gia chương trình rồi anh đã quyết định tặng nó cho em. Dạ. Đó là ý nghĩa của món quà đặc biệt hôm nay. Rồi, bây giờ chúng ta còn có thời gian lắm. Những gì mình còn muốn nói trong 30 giây nhá. Nào, mời bạn cảm nhận về nhau. Em cảm nhận bạn gái rất là xinh đẹp, hiền. Bạn ấy rất là hợp tính về cái du lịch của em. Em cảm thấy ngay lần gặp đầu tiên là cảm thấy mến. Hiền quá, cặp này quá hiền luôn. Hãy để tay vào nút bấm rồi các bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha. Và chúng ta sẽ đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Và chịu trách nhiệm với cái nút bấm đó. Bấm nút là hôn nhau trên sân khấu đó nha. Thông báo cho các bạn trước một, nha. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Hãy nắm tay nhau đi các bạn. Quy định chương trình là như thế nào bạn nghe rồi đó. Xin phép cho em
hôn má cho em.